Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình xem tử vi ngày của Phong Thủy Lộc Tài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tử vi của ngày 31 tháng 7 âm lịch, là dương lịch. Nó tương ứng đối với ngày 22 tháng 6 dương lịch, tức là ngày Canh Thìn thì ngũ hành thuộc kim, là bạch lạp kim, ngũ hành thuộc kim đúng không ạ? Thì trong cái ngày Canh Thìn này, quý vị cần lưu ý những điều sau này. Ngày Canh Thìn tức là ngày chi sinh nhâu can, đúng không ạ? Canh thuộc kim, Thìn thuộc thổ đúng không ạ? Chi sinh can đây, tức là thổ sinh kim đấy. Là ngày cát, tức là ngày nghĩa nhật. Ngày này được gọi là ngày nghĩa nhật, là ngày cát này. Về đạo ấp của ngày là bạch lạp kim, kỵ tuổi gì ạ? Thìn thì kỵ tuổi Tuất, những các bác tuổi Tuất sẽ hết sức phải lưu ý trong ngày này. Thứ hai là gì ạ? Ngũ hành ngày thuộc ngũ hành kim thì khác ngũ hành mộc, nhưng mà có cái đặc biệt là với cái tuổi là Mậu Tuất, là nhờ có kim khắc mà được lợi. Có mỗi bác Mậu Tuất thôi, đây 1958 này, nhờ kim khắc mà được lợi. Tiếp theo là gì? Cái ngày Thìn này này. Thìn thì lục hợp với gì ạ? Thìn Dậu là hợp đúng không ạ? Thìn lục hợp với Dậu. Thân Tí Thìn là tam hợp, thì Thìn hợp với lại gì? Tam hợp với Tí và Thân là thành thủy cục. Thân Tí Thìn là tam hợp là thủy cục. Thứ hai là xung với Tuất. Thìn Tuất là tương xung. Hình Thìn, Thìn hình Mão. Hình mã hại Mão hình Mùi. Cái Thìn này là nó cũng tự hình ấy. Đấy. Thứ nhất là những người tuổi Thìn cũng tự hình này. Thứ hai là thành hình Mùi này. Thứ ba là hại Mão này. Thìn mới xỉu là phá này, gọi là tương phá này. Và Tuyệt lại Tuất. Tức là Tuất lại vừa tuyệt lại vừa dính vào cái xung nữa. Thật ra là không tốt. Tuổi Tuất hết sức lưu ý. Và ngày này thì tam sát kỵ các tuổi là Tỵ Dậu Sửu. Tỵ Dậu Sửu đúng không? Dần Mão Thìn, Tỵ Dậu Sửu. Đấy, quý vị lưu ý nhé. Và chắc về trực ấy, trực thì trong ngày này là hôm nay là trực nguy. Trực nguy và cái nhị thập bát tú là có sao đê. Sao đê là một trong sao hung trong nhị thập bát tú. Nên về tiết khí thì là tiết tiểu thử. Khởi từ ngày 7 tháng 7, và tiết đại thử thì khởi từ ngày 22 tháng 7. Vị trí bây giờ là ngày 31 thì chúng ta đang ở tiết đại thử. Rồi các thần này rất là ít, thì có Nguyệt Không, Phổ Hộ, Thiên Mã, Thiên Xá, Thiên Ân, Thất Thánh, Thần Tại, Thời Đức và Đại Hồng Sang. Đấy là những các thần trong ngày hôm nay. Và giờ tốt trong ngày thì có cái giờ sau này, quý vị lưu ý nhé. Giờ tốt thì có từ 3 đến 5 giờ sáng là giờ Mậu Dần, là giờ Tư Mệnh Cát. Tiếp đến là gì? 7 đến 9 giờ sáng là giờ Canh Thìn, là giờ Thanh Long Cát. 9 11 giờ là giờ Tân Tỵ, là giờ Minh Đường Cát. Và 15 đến 17 giờ là giờ Giáp Thân, là Kim Quỹ Cát. 17 đến 19 giờ là giờ Ất Dậu, được Thiên Đức Cát. Và cuối cùng là 21 23 giờ là giờ Ngọc Đường Cát. Đấy là những giờ tốt, 6 giờ tốt trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xét về cái ngày Canh Thìn này. Trong ngày hôm nay thì tuổi nào sẽ tốt nhất? Thì đầu tiên để xét tuổi tốt, chúng ta sẽ ưu tiên thứ tự sau này. 1 là phải là ngày Lộc. 2 là Quý Nhân. 3 là gì nhỉ? Tam hợp. 4 là nhị hợp. Nhị hợp với còn lại lục hợp ấy. Và quan hệ ngũ hành ta xét, đầu tiên xét những tuổi này xong rồi đúng không ạ? Thì ta xét đến cái quan hệ ngũ hành. Đầu tiên phải ưu tiên là tương sinh. Thứ hai là tỷ hòa, là bằng đấy. Thứ ba là tuổi phải khắc được, khắc ngày. Tuổi khắc ngày đấy, tức là khắc được. Rồi. Thì trong cái ngày Canh Thìn này này, đúng không ạ? Ngày Thìn thì là gì? Xung với Tuất. Tâm ra tất cả những cái người tuổi Tuất sẽ là rất xấu. Chúng ta bỏ qua, không xét. Tuất là xấu này, là bị dính vào tương xung ấy. Vừa xung lại vừa bị hại. Thứ hai lục hại là có gì? Có tuổi Mão. Tuổi Mão là cũng là tuổi xấu, bị lục hại, ta bỏ qua này, không xét này. Đấy. Các bác tuổi Mão rất xấu. Rồi, Mão thì bao gồm tuổi là 1975 là Ất Mão, 1987 Đinh Mão, 1999 Kỷ Mão, 1951 là hoặc là 2011 là Tân Mão,
và 1963 là Quý Mão, đấy là những tuổi xấu. Còn tương phá, tương phá là Thìn và phá Sửu, đúng không ạ? Thì Sửu thì có tuổi 1985 là Ất Sửu này, 1997 Đinh Sửu, 1949 Kỷ Sửu, 1961 Tân Sửu và 1973 Quý Sửu. Thì những tuổi này trong ngày hôm nay thì cũng không được lợi, cũng rất là xấu, ghi luôn là xấu nhá, để quý vị biết thì mình lưu ý. Tiếp theo là bị hình, đúng không ạ? Thìn thì lại vừa hình Mão lại vừa tự hình, Thìn tự hình cũng là xấu, những người tuổi Thìn cũng xấu. Đấy, không tốt. Vì sao? Đây, tuổi Thìn có tuổi là Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Canh Thìn năm 2000 và 1952 hoặc là 2012 ấy, là Nhâm Thìn. Tiếp đến là gì ạ? Vì là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi không là lộc của ai cả. Không là lộc của ai cả. Thật ra là chúng ta sẽ không có lộc và quý nhân, không là cũng không là quý nhân. Thìn và Tuất thì không là quý nhân của ai. Đấy, vừa không là lộc của ai, vừa không là quý nhân của ai. Nên là chúng ta chỉ có thể xét là gì? Lộc ta bỏ qua này, lộc và quý nhân là trong ngày này không có rồi. Chỉ có tam hợp và nhị hợp thôi, hoặc là thiên mã. Thì Thìn cũng không là mã của ai cả. Mã cũng không có luôn. Mã nó chỉ rơi vào gì ạ? Tứ chính thôi, tứ duy thôi, tức là dần thân thị hợi thôi. Còn lại là các loại khác là không có mã, các ngày khác là không có mã. Đấy, bây giờ ta sẽ tam hợp. Tam hợp ta có thể thân tí thìn là tam hợp. Thì với tuổi thân, đúng không ạ? Thân này ta có sẽ có 5 tuổi là gì? Giáp thân là 1944 này, Bính thân là 1956, Mậu thân 1968, Canh thân là 1980 và Nhâm thân là 1992. Thì ngũ hành của Canh Thìn là thuộc kim. Kim thì sinh cho thủy, vị trí là với tuổi tốt nhất trong ngày hôm nay là tuổi tam hợp ấy. Tam hợp tốt nhất là tuổi 1992. Giáp thân, ký sử dụng thân rộng, giáp ất. Giáp thân là, xin lỗi quý vị nhé, đây là ngũ hành ghi sai. Giáp thân là thuộc thủy, hỏa, thổ, mộc và cuối cùng là nhâm thân là thuộc kim. Đấy, thì ta xét này, giáp thân này, đúng không ạ? Kim sinh thủy thì tuổi tốt nhất sẽ là tuổi giáp thân là 1944 này. Tiếp theo là gì? Ngũ hành bằng, tên nhâm thân là 1992, đúng không ạ? Nhâm thân là ngũ hành thuộc kim, kim với kim tỷ hòa, đúng không ạ? Bây giờ là gì? Khác, đúng không? Hỏa sẽ khác được kim. Vị trí tuổi Bính thân là các bác sinh năm 1956, năm ngũ hành thuộc hỏa, hỏa khác được kim. Đấy, chúng ta nhớ sinh bằng và mình khác được ngày, nhớ là tuổi khác được ngày. Tiếp đến là gì? Tuổi tam hợp hay là tuổi Tý? Tuổi Tý thì sẽ có cũng có 5 tuổi, là tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 1948 hay là 2008, Canh Tý là 1960 và cuối cùng là Nhâm Tý. Nhâm Tý là 1972. Thì có Giáp Tý ngũ hành thuộc kim. Đây đúng không ạ? Ngũ hành của cái ngày thì là gì? Là kim. Kim thì sinh cho thủy. Vậy chi tốt nhất trong cái ngày hôm nay với những cái tuổi Tý sẽ là gì? 1996 là ngũ hành thuộc thủy này. Thứ hai là gì? Bằng kim thì là có 1984 là Giáp Tý, cũng là tốt. Thứ ba là gì? Hỏa khắc kim thì Mậu Tý là 1948 đấy, hoặc là 2008. Đấy là ba tuổi tốt nhất trong cái những người tuổi tam hợp tuổi Tý. Tiếp đến là tuổi lục hợp thì ta có Thìn Dậu là hợp, đúng không ạ? Thìn Dậu là hợp, mà Dậu cũng sẽ bao gồm 5 tuổi. Đầu tiên là Ất Dậu sinh năm 1945. Thứ hai là gì? Đinh Dậu sinh năm 1957, những người tuổi Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu sinh năm 1981 và cuối cùng là Quý Dậu là 1993. Đây là cũng là 5 tuổi. 5 tuổi được hợp với ngày cũng rất là tốt. Nhưng mà tốt nhất của cái tuổi này là ta vẫn phải xét về ngũ hành. Đầu tiên ta xét là tuổi gì ạ? Ất Dậu là ngũ hành thuộc thủy, đúng không ạ? Thì được kim sinh cho. Ngày là kim, kim sẽ sinh cho thủy. Vị trí là 1
1945 sẽ là tốt nhất. Thứ hai là gì? Bằng kim. Tức là tôi có Quý Dậu là 1993 đúng không ạ? 93. Và gì? Hỏa khắc được kim là Đinh Dậu là 1957. Hoặc là gì? 2017. Đấy, đấy là những tuổi tốt. Thì về cơ bản thì trong ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7, tức là ngày nhâm Canh Thìn. Ngày Canh Thìn này thì không là lộc của tuổi nào cả. Thứ hai là không là quý nhân của tuổi nào cả. Đâm ra là những trong ngày này thì hầu hết là cũng không được lộc. Không được lộc, không có được những cái may mắn bất ngờ về tiền bạc. Đấy, chỉ có gì? Chỉ có những người mà những người này thôi. Ví dụ như tuổi Thân này, tuổi Tý này và tuổi Dậu. Ba tuổi này thì làm việc thì sẽ được quý nhân giúp đỡ, tương trợ. Và nó cũng sẽ có những cái may mắn nhất định trong ngày, như về cái công việc. Công việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Như vậy là tôi vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn là những cái tuổi nào tốt nhất và những tuổi xấu trong cái ngày 31 tháng 7, tức là ngày Canh Thìn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.